Xin chào quý khán giả của kênh VMT27. Ngày hôm nay mình xin mời mọi người cùng mình ôn lại kỷ niệm tuổi thơ, quay trở về những thời kỳ khốn khó qua một món ăn rất là quen thuộc. Đây nhá, sẽ bao gồm trứng này, cà chua này, mỡ lợn này, tóp mỡ này. Các bạn đã đoán ra được món gì chưa? Chắc là nhiều người đoán được rồi đúng không ạ? Đây là cái món trứng dằm cà chua hấp. Một cái món ăn nó quá kinh điển rồi. Rồi, hôm nay chúng ta cùng ôn lại nhé. Rất đơn giản thôi. Lúc đầu chúng ta sẽ cho một ít tóp mỡ. Tóp mỡ đây. Một món mùa rán này. Cho một cái bát. Một ít thôi ạ. Sau đó cho cà chua vào cái bát. Việc còn lại là đem trứng vào cái bát này, cho vào cái nồi cơm. Đây nồi cơm mình sẽ đặt vào giữa chỗ nồi cơm. Rồi. Bây giờ thì dùng nồi cơm điện rồi, chứ còn ngày xưa thì chúng ta dùng nồi cơm bếp củi, bếp rạ. Và còn thậm chí là còn như mình ngày xưa là mình còn để trực tiếp cái quả cà chua vào trong nồi cơm luôn đấy, chứ không cần phải cho vào bát đâu. Thế là xong rồi, chờ chín thôi. Nồi cơm đã sôi chín được 12 phút rồi, giờ mình sẽ bỏ ra và sử dụng nhá. Các bạn lưu ý là do mình hấp thêm trứng với cả cà chua nên các bạn đổ nhiều nước hơn mọi ngày một chút nhá, để cho cơm nó đỡ bị khô. Rồi mình tắt, mở ra coi xem như thế nào nhá. Này. Đấy. Cà chua này, trứng đã chín rồi này. Đấy, mình sẽ bỏ ra nhé. Đây. Thành quả sau khi bỏ từ nồi cơm ra đây. Nhấc từ nồi cơm ra. Đó. Trứng này. Cà chua chín này. Đấy. Nở ra này. Và đây tóp mỡ này, tóp mỡ chín cũng đã như thế này. Nếu mà bạn nào mà thích ăn tóp mỡ kiểu cứng ấy, đây thì các bạn đừng cho luôn vào cà chua nhé. Đấy, thì khi nào ăn các bạn mới cho. Còn mình thì muốn nó đảm bảo hơn chút thì mình thả nóng qua. Đó, giờ mình sẽ đi bóc trứng nhé. Do mình để vào cái bát hơi nhỏ, sợ cho trứng vào nó sẽ hơi đầy nên mình sẽ chuyển sang bát to nhá. Trứng sau khi bóc này, mình sẽ hơi dằm ra một chút trước. Mình sẽ chuyển cà chua sang. Nếu mà các bạn dùng bát to luôn rồi thì không cần. Rồi. Đấy. Sau đó sẽ lên một chút nước mắm. Nửa muỗng nước mắm. Thêm một chút nữa đi ạ. 3/4 muỗng. Canh một xíu nữa, một chút mì chính. Rồi, và chắc chắn là không thể thiếu mỡ. Đây là mỡ lợn này. Đấy, một chút thôi, tại vì vừa nãy là mình có cho cả tóp mỡ, trong tóp mỡ nó có mỡ rồi. Một chút rồi. Tiến hành dằm đều lên. Đây là món ăn mà ngày xưa nhà mình rất hay ăn, và mình tin chắc là nhiều gia đình, nhiều bạn cũng hay ăn món này. Vì thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là nó dễ làm, và thứ ba là các bước làm nó đơn giản, chỉ việc cho vào nồi cơm hấp lên là dằm là xong thôi, rất là dễ. Đó. Và cái thứ tư ấy, là cái món này ăn nó cực ngon và cực kỳ là đưa cơm luôn. Đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho một chút tiêu. Ngày xưa là không có tiêu đâu, mình thích ăn tiêu nên cho thêm tiêu.
đảo một lần nữa. Các bạn có thể dầm nhỏ dầm đều này. Món này thì cực kỳ đặc, thích hợp, phù hợp ăn cùng với cơm. Và ngày nay thì nhiều người ta phát triển dùng cái này để làm nước chấm, làm đồ chấm. Nhưng mình thường vẫn để ăn với cơm theo kiểu truyền thống. Cuối cùng là một bát cơm nóng. Đó, một bữa ăn cực kỳ đơn giản, cực kỳ ngon, và đặc biệt là nó gợi lại khá nhiều kỷ niệm tuổi thơ cho các bạn. Tuổi thơ của các bạn và hiện tại đến bây giờ các bạn đã đang từng ăn món này không? Hãy cùng chia sẻ nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại.